tai nạn giao thông đường sắt tăng mạnh trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong khi đó, thì công tác cứu hộ chậm trễ đã gây thiệt hại cho ngành này hơn 50 tỷ đồng trong năm 2015. Đây là thông tin được đưa ra trong cuộc làm việc sáng nay giữa đại diện Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Học viện Cảnh sát Nhân dân phối hợp tổ chức nhằm đánh giá thực trạng và tìm giải pháp giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông đường sắt. Sáng nay, đại diện Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Học viện Cảnh sát Nhân dân phối hợp tổ chức đánh giá thực trạng vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông đường sắt, đồng đánh giá thiệt hại của tai nạn giao thông đường sắt. Theo Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, tai nạn giao thông đường sắt tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Dù các cơ quan chức năng đã cố gắng thực hiện rất nhiều giải pháp, nhưng tai nạn giao thông vẫn tăng do ý thức người tham gia giao thông chưa tốt. Quá nhiều đường ngang dân sinh, giao cắt đông mức với đường bộ đang là một trong những nguyên nhân khiến tai nạn giao thông đường sắt gia tăng. Nhiều đoạn tuyến đường sắt đi qua các khu đô thị có tốc độ đô thị hóa nhanh và có đường sắt song song với các quốc lộ. Hơn nữa, các địa phương cũng đang lúng túng trong cách quản lý các vi phạm hành lang an toàn đường sắt. Mức độ thiệt hại do tai nạn giao thông đường sắt gây ra cũng rất lớn. Ước tính chỉ trong năm 2015 đã khoảng 50 tỷ đồng. Trong 2015 thì chúng ta cũng đã thấy là cái việc mà tai nạn giao thông đường sắt ấy nó có gia tăng. Và đặc biệt là trong 7 tháng đầu năm đến tháng 7. Thực ra thì cái tai nạn giao thông đường sắt trong năm nay ấy thì có thể gọi là tăng cao. Đi làm việc rồi là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thì ra rất nhiều chỉ thị và ra rất nhiều các đoàn kiểm tra, và đặc biệt là quản trị lại có một phương án để quản trị lại cái phần mà quản lý cái công tác an toàn. Thời gian tới, đại diện các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc làm rõ các nguyên nhân tai nạn giao thông đường sắt. Công tác quản lý nhà nước đối với an toàn giao thông đường sắt cũng như các giải pháp phòng ngừa trong tương lai, kinh nghiệm quốc tế và khả năng ứng dụng khoa học công nghệ vào kéo giảm tai nạn giao thông đường sắt tại nước ta.